Tại lễ khai giảng, thầy trò trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết đã nghe đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thầy cô giáo và học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết có 1.292 học sinh, trong đó 426 học sinh khối lớp 10. Năm học 2024-2025 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, nhà trường quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông đối với các lớp, đặc biệt với lớp 12, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, phát huy vai trò của giáo dục quốc phòng, an ninh trong giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng đào tạo mũi nhọn. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong nhà trường, tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ dạy học, quản lý, kết nối liên thông dữ liệu trong ngành giáo dục. Kết thúc năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong dạy và học. Nổi bật là trường đã đoạt được 49 giải học sinh giỏi quốc gia, số lượng cao nhất từ trước đến nay. Vinh dự có 2 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia dự thi quốc tế. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã trao khen thưởng cho 9 học sinh là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Dịp này, nhiều tổ chức, cựu học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết ở các khóa học đã trao học bổng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, các khối 10, 11, 12. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập. Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các môn học.